Rồi. À, rồi bây giờ là hả, đeo lên đây nè. Đó. Xong rồi lát bỏ vô đi rồi lát tính tiền. Ừ, đến đây một, rồi tiếp theo cầm vô. Chính rồi, giờ 10 đó. 10. Đây 1. Ừ. 12. Ừ. 13. 14. 15. 16, 16. 16. Nhỏ nhỏ thôi, được rồi. 16. Hết chưa? Có còn không? Cái này hết chưa? Nhìn coi. Ủa. Rồi, bao nhiêu tiền đưa mẹ coi coi. À, đưa lên đây nè, nè, này là bao nhiêu tiền, nói với mẹ coi. Không biết rồi ta. Hả? Trong này là số mấy với số mấy? 70. Hả? Số 70, trước số 70 rồi số mấy? 4. À, vậy là được 4 eo 70 cent đó, biết không? 4 eo 70 cent. Ừ. Mua gì? Tự đưa, ở đó là cá mà, mua gì? Rồi, có 4 eo 70 cent đó, mua gì? Ừ? Mua gì vậy? Mua đó coi cái đó là bao nhiêu tiền, nhìn coi cái đó bao nhiêu tiền. Cái này nè, giá đây nè, 2 eo 70 sen, 79 sen. Ờ, lát đu mua cái đó, lát còn 2 eo đó biết không. Ừ. Hả, mua trứng phải không? Ừ, ở đây nè. Ừ. Mua trứng bịch đó hả, chứ không phải mua trứng cái hả? Mua bịch trứng như vậy luôn hả? Mua bịch trứng này hả? Trứng, trứng nó trơn vậy. Ừ, đây là trứng phục sinh đó. Trứng phục sinh. Lua hồ mua nát á. Trứng gì đây? Hả, để coi trứng đó giá bao nhiêu, mẹ không thấy giá. Coi giá. Rồi, cuối cùng ăn trứng này hả, để coi giá bao nhiêu, nhìn cho hả, xuống coi coi. Ủa, cái này hơi mắc à. Cái này tới 4 eo 25 lần đó. Mình mua bịch nhỏ thôi. Bịch nhỏ bên kia kìa. Đây là có bịch nhỏ nè, ăn có hết đâu. Mua bịch nhỏ thôi, đúng rồi. Ủa, chút xíu thì coi. Sao không chịu nổi? Sao mà không chịu nổi? Tại vì cái trứng này nhiều quá, nguyên cái bịch này nhiều quá. Sao bây giờ mình sẽ cố gắng ăn hết. Sao ăn hết nổi, nhiều lắm. Nhiều lắm, sao mà nó cố gắng ăn hết nổi được. À, bên này có cái máy, cái thanh sô-cô-la bên này nè, đó. Đây nè, đó bây giờ thanh sô cô la này là hả mua thêm là hả đủ hết một eo của lách á. Rồi lách chọn mua cái nào. À. Rồi lách còn 50 sen. Lách cầm đi, lách mua mà tự nhiên lách cầm đi. Rồi lách bỏ ở đây cũng được. Bỏ ra chút nữa mình đem ra ngoài mình tính tiền. Rồi. Lấy cái sợi dây ra đó rồi nhét vô, rồi đưa sợi dây bỏ trong tay lại cho mẹ. Để mẹ cầm cho nó rớt. Đưa cái sợi dây là bỏ tay cho mẹ. Đưa cái sợi dây là bỏ vô tay cho mẹ vậy nè. Đó. Rồi. À. Rồi còn một cây nữa lấy cái nào. Chị K, đó là chị cô đó. Ừ. Rồi cho được một cây nữa, lấy một cây nữa đi. Chọn đây, chọn cây nào. À, lo người ta là thứ bảy. Tiếng Anh. Hả? Tiếng Anh hả? Tiếng Anh là Saturday. À, ừ. Thứ bảy. À. Saturday. À, thứ bảy là Saturday. Xong rồi phải không? Đi về phải không? Ừ. Ừ.